Cảm ơn quý vị đã trở lại với chúng tôi và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Hai tướng Mỹ và Ukraine cao cấp nhất bí mật gặp nhau tại Ba Lan. Tại một địa điểm không được tiết lộ gần biên giới Ba Lan và Ukraine, tướng Mark Mali và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đã gặp tướng Valery Zaluzny, tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào thứ Ba 17 tháng 1, theo hãng thông tấn AP. Đây là lần đầu tiên hai sĩ quan đứng đầu quân đội hai nước trực tiếp gặp gỡ, nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai quốc gia và diễn ra vào thời điểm quan trọng khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ cách đây gần một năm. Hai vị tướng thường xuyên nói về chuyện nhu cầu quân sự của Ukraine và tình trạng chiến tranh trong một năm qua, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau. Đại tá Dave Butler, Phát ngôn viên của tướng Mali nói với hai phóng viên tháp tùng phái đoàn rằng hai vị tướng đều cảm thấy sự quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp này. Ông Butler nhận định, hai vị tướng đã nói chuyện rất thường xuyên trong khoảng một năm nay và họ hiểu nhau, họ bàn luận chi tiết về cách phòng thủ mà Ukraine đang thực hiện để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Và điều quan trọng hơn là khi hai chuyên gia quân sự nhìn thẳng vào mắt nhau, nói về những chủ đề rất quan trọng chắc chắn có một sự khác biệt trước đây một ngày hôm thứ hai tướng Mali có mặt ở khu vực huấn luyện Grafenwoehr của Đức để có cái nhìn trực tiếp về chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí Mỹ cho quân đội Ukraine với hơn 600 binh sĩ Ukraine theo học dân biểu Cộng hòa bị đặt tiểu sử dối trá vẫn được phân bổ vào hai ủy ban Hạ viện Dân biểu Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa tại California, Chủ tịch Hạ viện, người chỉ đạo việc phân người vào các ủy ban Hạ viện, đã bỏ phiếu chuẩn thuận cho ông George Santos của Đảng Cộng Hòa tại New York vào những vị trí ở Ủy ban Khoa học, Không gian và Kỹ thuật cùng với Ủy ban Tiểu thương. Trong thời gian tranh cử chức dân biểu liên bang đại diện địa hạt số 3 tiểu bang của New York, ứng cử viên George Santos đã trình cử tri một bản lý lịch tuyệt hảo và câu chuyện cuộc đời đầy đủ hương vị vinh quang. Nhưng tất cả chỉ là những lời dối trá trờ trẻn. Ông Santos khai đã tốt nghiệp tại các trường trung và đại học danh giá, cũng như là làm việc ở các tập đoàn tài chính thượng hạng như các ngân hàng Goldman Sachs, Group Nhưng khi điều tra thì các trường học và cơ quan kia lại không hề có một hồ sơ nào mang dấu vết của ông. Để thu hút cộng đồng người Do Thái địa phương thì ông Santos, con của một gia đình di dân Brazil, sáng tác luôn lịch sử gia đình họ ngoại của mình là người Do Thái ở Ukraine, phải chạy sang Nam Mỹ để trốn đức quốc xã. Nhằm chứng tỏ xuất thân giàu có để theo học các tư thục sang trọng, ông Santos đã vẽ gia đình sở hữu 13 bất động sản trị giá 80 triệu Mỹ kim. Tự thân làm chủ một công ty tài chính với mức lương là 750.000 Mỹ Kim một năm và thâu được hơn 1 triệu Mỹ Kim lời từ cổ phiếu trong năm trước. Và để lấy nước mắt của những cử tri dễ mũi lòng, thì ông đã phịa luôn mẹ ruột của mình là giám đốc điều hành của một công ty tài chính ở World Trade Center và bị chết ở đó khi khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001. Sau khi sự thật bị phanh phui và công luận đòi từ chức, Ông Santos thừa nhận đã khai mang, nhưng cho rằng mình chỉ đánh bóng hồ sơ lý lịch chứ không làm hại ai và nhất quyết không chịu từ chức. Cựu Tổng thống Donald Trump nêu cách đối phó nếu như thống đốc Florida ra tranh cử. Donald Trump nói rằng ông sẽ giải quyết như cách mà ông vẫn làm nếu như thống đốc của tiểu bang Florida là DeSantis trở thành đối thủ trong cuộc đua vào tòa bạch ốc Tôi nghe nói ông ấy có thể cạnh tranh với tôi, tôi sẽ đối phó với kịch bản đó theo cách mà tôi vẫn giải quyết mọi việc. Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn chương trình The Water Cooler vào ngày 17 tháng 1, nhắc đến thống đốc tiểu bang Florida là Ron DeSantis. Được biết ông Trump vào tháng 11 2022 tuyên bố tái tranh cử Tổng thống 2024 và đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cựu tổng thống sẽ tổ chức sự kiện vận động đầu tiên vào 28 tháng 1 tại South Carolina, một trong những tiểu bang đầu tiên tổ chức dòng bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa để chọn ứng viên ra tranh cử. Được biết ông DeSantis, 45 tuổi, được đánh giá là ngôi sao đang lên của đảng Cộng hòa và đã giành chiến thắng cách biệt lớn trước đối thủ Dân Chủ khi tái tranh cử vị trí thống đốc Florida trong cuộc bầu cử giữa kỳ mới đây. Ông DeSantis chưa tuyên bố ra tranh cử tổng thống 2024 một nguồn tin thân cận vào đầu tháng 1 đã nói rằng thống đốc Florida có thể quyết định ra tranh cử tổng thống sau kỳ họp Quốc hội tiểu bang Florida vào tháng 5 Đội vô địch giải NBA trở lại tòa bạch ốc thăm ông Biden. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Ba ngày 17 tháng Giêng đã tiếp đón các cầu thủ bóng sổ đội Golden State Warriors tại tòa bạch ốc với tư cách là nhà vô địch NBA năm 2022. Theo đài truyền hình ABC News cho hay, đây là chuyến trở lại tòa bạch ốc đầu tiên của đội bóng rổ ở thủ phủ Sacramento, California kể từ khi nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama vào hồi năm 2016. Mặc dù là Golden State Warriors giành được hai chức vô địch trong thời gian cựu tổng thống Donald Trump tại chức, đội Warriors đã đánh bại đội Boston Celtics trong trận chung kết NBA 2022, giành chức vô địch thứ tư trong 8 mùa giải vừa qua. Tôi biết đội bóng mà chúng ta vinh danh vào ngày hôm nay hiểu những gì cần thiết để làm việc cùng nhau. Golden State Warriors luôn được chào đón bởi tòa bạch ốc. Tổng thống Joe Biden đã nói như trên tại sảnh đường East Room khi chào đón các cầu thủ và ám chỉ đến những xung đột trong quá khứ giữa các nhà vô địch NBA với ông Trump. Sau khi giành chiến thắng vào năm 2017 thì các cầu thủ của đội Warriors đã không đến Washington sau khi cựu tổng thống Trump rút lại lời mời theo thông lệ của tòa Bạch Ốc khi cầu thủ Stephen Curry, một trong những ngôi sao của đội, cho biết là sẽ bỏ phiếu chống lại việc đi đến thủ đô. Vào năm 2018, trước khi Warriors đánh bại Cleveland Cavaliers để trở thành nhà vô địch một lần nữa, thì ông Trump tuyên bố sẽ không mời một trong hai đội trong lúc hai cầu thủ ngôi sao là LeBron James và Stephen Curry đều cho biết là đội của họ không muốn tham dự. Treo thưởng 10.000 Mỹ Kim tìm nghi phạm bán chết gia đình 6 người Cảnh sát trưởng của hạt Tiller Mike Bordeaux hôm 17 tháng Giêng cho biết, các điều tra viên cho rằng băng đảng hoặc nhóm tội phạm ma túy đứng sau vụ xả súng giết hại 6 người trong một gia đình ở thị trấn Goshen, California, rạng sáng 16 tháng 1. Ông Bordeaux nói rằng, cảnh sát California đang truy tìm ít nhất là hai nghi phạm liên quan tới vụ xả súng, song vẫn chưa xác định được những người này Giới chức thực thi pháp luật sẽ thưởng 10.000 Mỹ Kim cho người cung cấp được thông tin giúp bắt nghi phạm. Trong số những người thiệt mạng vì nổ súng rạng sáng 16 tháng 1 ở California, có 5 người thiệt mạng tại chỗ, một người đàn ông bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Hai trong số nạn nhân là một cô gái 17 tuổi và đứa con 10 tháng tuổi của cô. Tay súng đã nã đạn vào đầu cô gái thật khủng khiếp. Gerson là thị trấn nhỏ với khoảng 3.000 cư dân nằm tại khu vực thung lũng của San Joaquin thuộc bang California. Khu vực ngoại thành California đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực liên quan đến ma túy trong suốt thời gian qua. Tiếp theo là bản tin liên quan đến vụ kiện tập thể của nhân viên Twitter bị bác thẩm phán liên bang James Donato đã phán quyết rằng là các nhân viên cáo buộc Twitter quỵt tiền bồi thường hợp đồng của họ không thể tiếp tục vụ kiện với tư cách tập thể mà chỉ có thể kiện với tư cách cá nhân theo thông tin từ trang The Hill cho hay. Phán quyết cho rằng là trong hợp đồng lao động của các nhân viên này có điều khoản quy định từ bỏ quyền kiện tập thể, buộc họ chỉ có thể kiện hãng Twitter trên tư cách cá nhân. Một nhóm nhân viên đã quyết định khởi kiện Twitter vào tháng 11 năm ngoái sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty này và cho thôi việc hàng loạt ngay sau đó. Nhóm nhân viên đã bị thôi việc, đã cáo buộc công ty không thông báo đầy đủ cho họ trước khi các hợp đồng chiếu theo luật liên bang về thông báo điều chỉnh và tái huấn luyện nhân công, được viết tắt là WARN, hoặc buộc công ty phải thông báo ít nhất là 60 ngày trước khi thôi việc hàng loạt nhân viên. Thêm vào đó, thì một số nhân viên cũng đã cáo buộc ông Musk đã không giữ lời hứa sẽ trả bồi thường hợp đồng bằng 3 tháng lương sau khi ông cho thôi việc họ. Luật sư đại diện cho nhóm nhân viên này phản bác quan điểm cho rằng là phán quyết trên là một chiến thắng cho Twitter mà và ông Musk và nói rằng là phán quyết trên nằm trong dự trù của họ và họ đã nộp 500 đơn kiện đến Twitter với tư cách cá nhân. Thưa quý vị, Pax Tin, con trai gốc Việt của Angelina Jolie trở thành nghệ sĩ. Theo P6, con trai 19 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác và truyền thông số. Các tác phẩm đi theo trường phái trừu tượng được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu. Hiện Pakstin chuẩn bị cho buổi triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel. Pakstin tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29 tháng 11 năm 2003 tại Sài Gòn. Được Jolie và Brad Pitt nhận nuôi năm 2007. Anh tốt nghiệp trung học tại trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6, 2021. Vào tháng 6 của năm ngoái, Pax Thiên theo mẹ lên phim trường Widow Blood do Angelina Jolie đạo diễn tại Rome, Italy. Anh giữ vai trò trợ lý, thay mẹ liên lạc với các bộ phận khác của đoàn phim. Kể từ năm 2017, Pax đã hỗ trợ mẹ trên phim trường dự án First Day Kill My Father 2017 tại Campuchia. Anh đã giúp cho ekip chụp lại các cảnh quay các hoạt động hậu trường. Ở tuổi 19, Phát Thiên bộc lộ là chàng trai biết quan tâm đến mẹ và các em. Anh đam mê nhiếp ảnh và quay phim. Tiếp theo là bản tin liên quan đến bé gái 9 tuổi phát hiện răng hóa thạch của quái vật Megalodon. Một cô bé đam mê cổ sinh vật học đã tìm thấy chiếc răng khổng lồ của cá mập tiền sử Megalodon tại công viên tiểu bang Calvert Cliffs. Molly Sampson đến từ thành phố Prince Frederick đã tìm thấy mẫu vật khi cùng bố và chị gái săn tìm hóa thạch trên bãi biển Calvert. Cháu lội nước ngập sâu đến đầu gối và nhìn thấy một thứ gì đó to lớn, nó trông giống như là một chiếc răng cá mập, Molly đã kể lại. Khi lấy chiếc răng lên khỏi mặt nước thì Molly không khỏi kinh ngạc và vui mừng khi nhận ra nó lớn như thế nào. Mẫu vật dài tới 13cm và rộng bằng bàn tay. Gia đình của Samson đã mang phát hiện thú vị này đến bảo tàng hàng hải Covert, nơi mà người phụ trách cổ sinh vật học là Stephen Godfrey đã xác nhận đó thực sự là răng của một con Megalodon, loài cá mập lớn nhất lịch sử sống cách đây khoảng 23 triệu năm. Godfrey lưu ý rằng thường chỉ có 5 cho đến sáu chiếc răng Megalodon có kích thước tương đương được phát hiện dọc theo công viên của tiểu bang Cauverd Cliffs mỗi năm. Có những người dành cả đời không tìm thấy một chiếc răng nào lớn như là mẫu vật mà Molly đã tìm thấy. Đó là phát hiện để đời. Nhà nghiên cứu đã chia sẻ như trên. Godfrey hy vọng phát hiện của Molly sẽ giúp truyền cảm hứng cho những đứa trẻ khác, đặc biệt là các bé gái theo đuổi đam mê khoa học. Bản thân Molly cũng mong muốn trở thành một nhà cổ sinh vật học trong tương lai. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.